Chào mừng bạn đến với kênh Góc Bóng Đá, nơi tổng hợp những tin tức hay nhất của làng túc cầu. Thất bại trước Nottingham Forest đồng nghĩa với việc Man United vừa kết thúc một trong những năm dương lịch tồi tệ nhất trong lịch sử câu lạc bộ. Nó cũng cho thấy huấn luyện viên Erik ten Hag gặp quá nhiều sai lầm và khiến cho Man United lâm vào cảnh bế tắc. Sau chiến thắng lội ngược dòng đầy hứng khởi trước Aston Villa, nhiều người cho rằng MU sẽ khởi đầu đầy tưng bừng trong chuyến làm khách tới City Ground, nhưng thực tế họ lại quay trở lại với lối chơi thờ ơ như đầu mùa giải. Không thể phủ nhận MU đang khá đen khi liên tục mất người vì các chấn thương và bệnh tật, nhưng quan trọng là lối chơi của họ chưa khi nào cho thấy được sự ổn định. Nếu như màn trình diễn trước Villa chứng tỏ họ đang chơi vì huấn luyện viên, thì hiệp một trận đấu với Nottingham đã chứng minh cho điều ngược lại. Việc Rasmus Højlund bất ngờ bị ốm trước trận gặp Nottingham mang tới khá nhiều những phiền toái cho Man United. Tiền đạo người Đan Mạch vừa mới khai nòng tại Premier League và hẳn sẽ rất hưng phấn nếu được ra sân, nhưng anh đang phải ngồi ngoài để xem các đồng đội thi đấu. Việc thiếu vắng Højlund lẽ ra không thành vấn đề lớn nếu như Man United có Rashford ở mùa 2022-2023. Thật không may cho Ten Hag, Rashford vẫn đang là một phiên bản của 2023-2024. Tiền đạo người Anh được bố trí đá cao nhất trên hàng công nhưng gần như không tạo ra được quá nhiều sự ảnh hưởng. Đúng là anh đã ghi bàn gỡ hòa một đều, nhưng đó là một món quà từ thủ thành Matt Turner bên phía Nottingham trao tặng, chứ không phải là những nỗ lực tấn công của Man United. Khi Højlund vắng mặt, Ten Hag thừa nhận không có lựa chọn nào khác ngoài việc triển khai Rashford đã trùng lộ, nhưng có lẽ ông cần phải tìm ra một phương án khác nếu như Højlund lại phải ngồi ngoài. Ở trận đấu với Nottingham, huấn luyện viên Ten Hag tiếp tục tin tưởng Kobbie Mainoo đá chính ở vị trí tiền vệ phòng ngự và Scott McTominay trên băng ghế dự bị. Đây là một phương án không sai, nhưng khi Man United cần bàn thắng, lẽ ra McTominay phải được tận dụng hơn. Cầu thủ người Scotland chỉ được tung vào sân trong hiệp 2 và lại ở thế đúng vị trí của Mainoo. McTominay chưa bao giờ xuất sắc khi đá ngay trước bộ tứ vệ. Thay vì đẩy anh gần khung thành để tận dụng khả năng ghi bàn, Ten Hag lại kéo cầu thủ này đá thấp và vì vậy chẳng hề mang lại được bất cứ hiệu quả nào. Cầu thủ người Brazil vẫn thi đấu đầy thất vọng, nhưng không hiểu sao Ten Hag vẫn lựa chọn và đặt niềm tin khi cho Antony đá chính hết trận này đến trận khác. Ở trận đấu với Nottingham, Antony cũng ra sân ngay từ đầu nhưng hầu như không để lại được dấu ấn nào. Thậm chí anh còn mang đến một nỗi thất vọng to lớn. Thống kê từ SofaScore đã chỉ ra Antony để mất bóng tới 12 lần, chỉ giành chiến thắng 4 trên 10 tình huống tranh chấp. Trong khi đó, ở sở trường của mình, anh cũng chỉ dê qua người vỏn vẹn có một lần nhưng không tung ra được cú dứt điểm, đường tạt bóng hay đường chuyền quan trọng nào. Mãi tới những phút 54, Ten Hag mới chịu rút Antony để nhường chỗ cho Amad Diallo. Nếu như chiếc ghế của ông thầy người Hà Lan bị đổ thì có lẽ một phần nguyên nhân cũng vì ông đặt niềm tin sai chỗ vào Antony. Video được tài trợ bởi FB88.